Xin chào, có nhiều người cho rằng thật may mắn khi được biên chế vào làm cán bộ công chức nhà nước, nhưng lại có nhiều người có cho cũng không muốn làm. Vậy thì tại sao lại có hai luồng quan điểm khác nhau như vậy? Làm cán bộ nhà nước cảm giác như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên là về lương. Đã đi làm thì ai cũng cần lương. Lương là tiền, mà tiền thì vô cùng quan trọng. Có nhiều người nói rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng theo quan điểm của mình, một cách rất thực dụng thì mình thấy tiền có thể mua được mọi thứ. Tiền có thể giúp bạn làm rất nhiều điều để mang lại cảm giác hạnh phúc. Thế nên đã đi làm là cần phải quan tâm đến tiền, phải có lương. Mà nếu đã quan tâm đến lương và muốn lương cao thì đừng chọn làm trong nhà nước. Bởi vì lương trong nhà nước theo mình thấy thì rất thấp. Đến lương của chủ tịch nước cũng chỉ có 20,8 triệu. Cộng với các khoản phụ cấp thì cùng lắm cũng chỉ 30 triệu. So với nhiều vị trí quản lý ở các doanh nghiệp tư nhân thì 30 triệu chẳng đáng kể gì. Mà đó là chủ tịch nước, chứ cán bộ thì lương lại cực thấp. Thế nên muốn lương cao thì không nên làm nhà nước. Hơn nữa làm bên ngoài, nếu làm tốt bạn có thể được trả lương theo hiệu quả công việc. Còn nhà nước, lương tăng theo niên hạn, rất lâu và cũng rất ít. Cơ mà bù lại thì lương thấp nhưng bền vững. Bạn có làm gì thì cuối tháng bạn vẫn nhận lương. Dù bận rộn hay nhàn rỗi, bạn không cần phải lo lắng tháng này bạn bị ốm cả tháng không đi làm được, sẽ không có tiền. Thì yên tâm rằng bạn vẫn nhận lương đều đều, cũng chẳng phải lo công ty phá sản, kinh tế suy thoái. Nói chung, lương rất ổn định và bền vững. Cái thứ hai là môi trường làm việc. Thì công việc của nhà nước đa số mang tính chất dập khuôn, kiểu như theo quy trình, quy định của pháp luật và các văn bản dưới luật đã hướng dẫn, cứ thế mà thực hiện theo. Làm như vậy hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, đa số là cứ theo quy định mà làm thôi. Tuy nhiên, có một số vị trí vẫn cần có sự suy nghĩ, sáng tạo nhưng rất ít. Hầu hết muốn thay đổi cách làm việc trong nhà nước, muốn áp dụng sáng kiến của bạn thì phải xin ý kiến, được phê duyệt theo một quy trình rất là ngoằng. Nó còn liên quan đến cả bảo mật thông tin nữa, nhất là khi bạn muốn áp dụng công nghệ thông tin vào công việc. Ngược lại thì nếu bạn là người sáng tạo, nhanh nhẹn và có năng lực thì nên làm ngoài. Môi trường bên ngoài có rất nhiều cơ hội để các bạn phát huy năng lực, sở trường của mình. Và đương nhiên, với hiệu quả công việc do sự sáng tạo của bạn mang lại thì bạn sẽ được trả lương cao hơn, được thăng chức nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nhà nước cũng cần người tài, thế nhưng để có thể xin được vào vị trí phù hợp với sở trường và năng lực thì rất khó. Bởi vì quy định về tổ chức cán bộ trong nhà nước rất chặt chẽ, không phải cứ thích thì luân chuyển, thích thì thay đổi được. Ngoài ra, làm trong nhà nước phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và lãnh đạo. Có thể bạn hợp với lãnh đạo này nhưng lại không hợp với lãnh đạo khác, mà khi không hợp thì rất khó làm việc và không thoải mái. Bên ngoài cũng vậy, nhưng nếu bạn không thích ông sếp này thì hoàn toàn có thể xin nghỉ và xin vào công ty khác làm với ông sếp khác. Còn đã làm trong nhà nước thì bạn phải chấp nhận ở đó, xin đi nơi khác là rất khó, còn đã xin nghỉ thì thôi, nghỉ hẳn, đừng mơ sẽ vào lại được nhà nước. Mà mình thấy sếp trong nhà nước đa số bảo thủ hơn sếp bên ngoài, khó chấp nhận ý kiến của nhân viên hơn. Và sếp có sai thì vẫn phải làm theo. Ngoài ra có những cái áp lực rất khó nói, ví dụ như mọi người đều gù mà mình thẳng thì lại thành khuyết tật. Thứ ba là về thời gian. Làm trong nhà nước thì gần như bạn làm việc quanh năm, muốn nghỉ thì phải xin nghỉ hoặc nghỉ phép. Làm ngoài thì cũng như vậy, không phải thích thì nghỉ được, nhưng ít ra xin nghỉ vẫn dễ hơn. Đa số làm nhà nước là làm hành chính, trong khi làm ngoài có rất nhiều công việc mà bạn thích làm lúc nào cũng được, cứ đảm bảo chỉ tiêu là xong. Bạn có thể làm ở nhà, làm đêm, làm lúc rảnh rỗi, nhất là khi bạn làm tự do, không làm thuê cho ai thì lại càng tự do và thoải mái hơn. Cuối cùng là cái mác và mối quan hệ. Nói gì thì nói, làm trong nhà nước vẫn có cái cảm giác gì đó oai hơn làm bên ngoài, nhất là làm công an hay quân đội. Và khi làm trong nhà nước, bạn hiểu biết hơn về các thủ tục hành chính, cũng biết nhiều người ở các bộ phận khác, khi đi giải quyết các thủ tục hành chính thì sẽ đơn giản hơn. Mình không nói là quen biết thì sẽ làm trái quy định, mà ý mình là khi quen biết thì được hướng dẫn rõ ràng hơn. Ví dụ bạn không hiểu chỗ nào, bạn gọi điện hỏi cái là xong. Trong khi nếu là người dân thì phải chờ đến giờ làm việc mới đến gặp và hỏi được. Nói chung, làm nhà nước thì được cái ổn định, quen biết rộng và tiện làm các thủ tục hành chính. Không phải lo công ty phá sản, sếp chậm lương, kinh tế biến động nhưng lại rất gò bó. Ngược lại thì làm bên ngoài không ổn định bằng, nhưng được cái lương trả xứng đáng theo năng lực. Có nhiều công việc để lựa chọn và thỏa mãn đam mê, và cũng được tự do hơn, thích thì làm, không thích thì xin chỗ khác. Và không lên có thể cãi sếp hoặc thậm chí chửi sếp cũng được nữa. Giống như lãnh đạo của FPT nghe bảo nhờ chửi sếp mà được làm lãnh đạo.
Còn gì thì các bạn góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.